cảnh thiên thai, du dương tiên nhạc trón bồng lai, hạc vũ oanh ca cao phòng đã dậy bảo tòa. Dậy bảo tòa có đôi thượng y gần xa tiếng đồn, chốn kim môn ra vào tấu rộng đền bồng lai, kỳ động thấm sơn tả lòng hữu hồ đua vần. Sơn vượng khí minh đường suối trong, nhị nhân lòng thủy huyền giao mạch, đền bồng lai tiên thanh giáng sinh. Hiền xanh công chúa sơn tinh ra ngà phóc ngọc dáng hình thanh tao, về cốt cách ai nào dám đỏ tiếng anh linh, đã tỏ gần xa mỉm cười tươi tốt tựa hoa. Muôn phần áo chàm xanh quần chân khăn chip, vai đeo gùi lưng dắt dao quay, rườm rà cô vấn mái tóc mai. Cô vẫn tóc mai non tiên cô đúng đỉnh kìa khắc hài ngao du, khắp bán mường non tiên vui thú chơi mường vang. Sinh ra con cháu quê mẹ thịnh vượng thọ trường dương anh cháu con sắm lễ tâm thành dâng lên, con dâng lên bái nguyện tổ tiên.
chào Phật, trên xin phép Phật Thánh, xin phép đồng đền chủ nhang bản tự, xin phép các đồng đền chủ nhang, các thanh đồng đạo quan bách gia chăm họ, xin phép tay quỳnh tay quế tứ trụ hầu dâng cung đàn tiếng hát, xin phép bách gia chăm họ cho họ Nguyễn con được vào bắc ghế hầu thánh. A Di Đà Phật. Chư Phật vân hay hồi thật sao văn tùy sư kết tường vân thành nghi phương ngân chư Phật hiền toàn thân Nam mô nhang cúng giảng Bồ Tát Ma Tát Nam mô hương cúng giảng Bồ Tát Ma Tát Nam mô hương cúng giảng Bồ Tát Ma Tát Loan thanh gia trong đền sông sơn chín đàn hai ngàn nô nhiệt minh hương gia du tử mẫu nương vô hương hoa đôi thanh thanh đường chi tâm kim tương nhất chu biến thập phương nam mô hương giang bồ tát ma tát nam mô hương cúng giang bồ tát ma tát nam mô hương cúng giang bồ tát ma tát thanh gia cứu khổ chân kinh nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm bồ tát bách thiên vạn phật hằng xa số phật phật cao hoa lan ngôn nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật loan thanh gia chân nhang Phật khởi xuống thiên thượng đệ tử kiên thành hiện tại kim nô phóng khoảnh khắc huyền luân tự biên mãn thập phương tích nhật giá du biến nạn trừ tiêu tài trương nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật loan thanh gia tam quang chiếu bao la chói nổi làm thiên đền thờ phong nguyện vô biên gió thu dịu dặn dặn trích liềm đan như xưa tích tích cô chốn lạc châu thủy tổ sơn tình đông cuồng tông chú gia sinh sinh ra vào lệnh tàu
phúc lành huyền. Điểm sầu màn trao dưới trường chúa giáng trần, thoáng thoáng mùi hương hồng hào sang khắp cả bốn phương. Hằng trải chuốt đêm ngày dư dục gió xó bằng vàng ngọc ngọc nên ta nhớ tình sao đầu ngân ngân hà. Đã sơ vân giáng thanh tân dịu dàng cách cách điều điều đóa phù dung dương nếu nhớ nhớ vẻ nào mà chẳng chẳng
bồng lộc cho lắm về đến đây càng nhiều, bà bán cho dài nhất sang nhiều, bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, thành đồng con nhang khói hừng hờ. 30 mùng 1, 14 hôm rằm, 30 mùng 1, 14 hôm rằm 10 tết. Cho trăm họ đời đời giàu sang. Hoa xuân mới nhu nguyệt thu đường tròn, giá so bằng kim môn nghi ngọc ngọc bề, nét nên đắn thanh thanh ai vẽ cho gồm lo bình tĩnh sung nghỉ. Tuổi vừa ngoan ngoãn mãn coi trần phút đã lên tiên thần thông biến hóa vô biên.
truyền phán các quan ông về truyền phán các quan tả văn niêu phó lương ban tàu đàn quân thủy quân bộ đội hàng thiên binh vạn mã thằng hà kéo ra lệnh truyền tuyên đổi vạn cơ sới điệp dâng lên kim ngân sới điệp dâng lên đức ông tâu đổi chép biên rõ ràng phê cho đệ tử trường sinh chữ phu chữ quý khang linh thọ trường phê cho giúp mạch đôi đường kim ngân tờ vàng cánh sớ tờ đơn lá trạng nhỉ để tỉnh Phật tuyên kinh cung linh đình thần tam tứ phủ tiếng cống sơn trang bái đảo thiên quan nhưng khao hôn bộ bát ý cô hồn nhỉ họ Nguyễn Trúc Thánh ngự đồng bắc ghế ông ngồi làm ngôi ngự ông về ông dáng đền dáng phủ ông chấp tờ giấy lá sớ nhỉ trên ông thượng tấu đế đỉnh dưới hạ trình với năm cung có nhờ các cung các sở bảo hộ cho gia trung họ Nguyễn được lộc tài vượng tiến nhân khang vật tịnh cả uốn các tiểu hiếu thảo chăm ngoan học giỏi trong chốn gia trung trên thuận dưới hòa mạnh khỏe bình an có ngân có xuyến ở trên lo vị thánh dưới cánh được gia trung nhỉ? Ông lại có nhờ với đức thượng từ kiếp bạc đức vương phụ đức vương mẫu đức vương tử đức vương nữ đức vương tế đức vương tôn cập đức ông trung quân phò mã đại vương yết kiêu giã thượng nhị vị thánh bà cập đức chúa cô trần cung phi quản lĩnh thống lĩnh hội đồng các quan độ và luyện cho họ Nguyễn ghế ông nhỉ được tâm vui miệng hả tá khẩu thông truyền được đồng khôn bóng ngoan đồng đoan trang đồng lịch sử được cao thế ấn giỏi thế quyết đông quân nhang mắt ngàn đệ tử nhé trên thì cứu dân độ thế cứu tử độ sinh nhỉ ông ban danh ban diện ban quyền ban phép cho cứu nhà nào đắc đạo nhà đấy ông lại ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang bản tự ban khen ban thưởng cho quan thầy pháp sư cho các đồng quan lính thánh đồng anh lính chị tây quỳnh tây quế tứ trụ hầu dân cung đào tiếng hát ông ban khen bách gia trăm họ lộc nhà nào nấy thế mà bách gia trăm họ nhất tâm cửa cha con ông thì không phải sợ cái chi ha quân Thank you.
một nhà vinh hiển đằng đằng hoàng thân cần cánh chúa tiên trung vương ca lăng tân giờ âm tử bi mất mất chúng sinh cô ngã kim đỉnh lễ khai quang và diệu từ trung văn sớ dâng lên kim ngân sơ đẹp dâng lên cô về thủ đô chép biên rõ ràng phê cho để trường sinh đệ tử trường sinh phê cho đệ tử trường sinh chư phu chư quý khang linh thọ trường phê cho giúp mạch đôi đường ban khen
khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang là chân quang tĩnh điện nhé. Long Vân Khánh Hội Cát Nhật đương thời đầu xuân Thiên Thủ ngày hôm nay họ Nguyễn Chí thiết lòng thành tu thiết lễ vật nhang hoa kim ngân tờ vàng cánh sớ tờ đơn lá trạng để thỉnh Phật tuyên kinh cung minh đình thần tam tứ phủ tiến cống sơn trang bái đạo thiên quan nhưng khao hôn bộ bá thí cô hồn nhé. Họ Nguyễn Trúc Thánh ngự đồng bắc kế cô ngồi làm ngôi cô ngự quyền cô phép cô. Cô về cô giáng đền giáng phủ cô chấp tờ giấy lá sớ trên cô thượng tấu về đế đình dưới cô hạ trình năm cung có nhờ các cung các sở để bảo hộ cho gia trung họ Nguyễn được lộc tài vượng tiến nhân khang vật thịnh các uốn các tiểu hiếu thảo chăm ngoan học giỏi trong chốn gia trung được trên thuận dưới hòa mạnh khỏe bình an có ngân có xuyến để trên lo việc thánh dưới gánh việc gia trung nhỉ. Cô lại có nhờ mấy đức thượng từ kiếp bạc đức vương phụ đức vương mẫu đức vương tử đức vương nữ đức vương tế đức vương tôn cập đức ông trung quân phò mã đại vương yết kiêu giã tượng nhị vị thánh bà cập đức chúa cô trần cung phi quản lĩnh thống lĩnh hội đồng các quan này. Độ và luyện cho họ Nguyễn ghế cô được tâm vui miệng hả tá khẩu thông truyền được đồng khôn bóng ngoan đồng đoan trang cũng lịch sự được cao thế ấn giỏi thế quyết đồng ngân nhang bắt ngàn để từ trên đi cứu dân độ thế cứu tử độ sinh nhỉ. Cô ban danh ban diện ban quyền ban phép cho họ Nguyễn ghế cô được cứu nhà nào đắc đạo nhà đấy nhỉ. Cô lại ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang bản tự. Cô ban khen ban thưởng cho các đồng đền chủ nhang nhỉ. Cô ban khen cho các đồng quan lính thánh đồng anh lính chị tay quỳnh tay quế tứ trụ hầu dân cung đàn tiếng hát. Cô ban khen cho bách gia trăm họ lộc nhà nào đấy. Ha. Xa đôi vị phu nhân mơ màng tan giấc quê phòng loan sực tình đốt nhang trầm môi đỉnh dâng côi đồng đào mở đôi tiên xuất trình cô kêu cầu kêu cầu cho bó công sinh thanh giai cùng tờ mờ trong giai cứ bể có lá cờ vừa bao ra hai cùng sắp dậy để đâu âm sắp dậy để đâu cùng bé cửa suốt chiều với giữa dặn thanh ra cùng tam vị chúc mừng dân văn mi tam vị chúc mừng chúa đế nhất tây thiên thank you.
văn châu chúa tiên tích tinh xưa tam đảo tây thiên. Được nghe
làm sao được nghĩ được tiền tỏ xa lúc lấy trong đền tiền Chúa đẹp làm sao. Đêm đêm đốt đuốc đi rừng xa nghe chim cu thú rừng gọi nhau chít căn tràng non gói quạt tàu ia. Nước chảy trong veo nghe tiếng sao mèo. Từ ngàn xanh chân trên Thiên Chúa bước ra. Đi hai hò chưa đi hai trà. Rừng âm ơi cất cao tiếng hú. Gọi cái rừng ơi cái rừng ơi. Trần gian ơi Chúa về đây thôi. Thanh đồng ơi đón Chúa về đây chơi. Con nước chảy về đâu? Con ta vàng lực lờ bên khe suối. Con nai vàng, con nai vàng ngơ ngác bên sườn non. Rừng núi ơi nghe tiếng ai cười? Dòng suối trong trong mãi muôn đời. Chúa thương ai nhớ thương ai nhiều lắm đó. Cả những đêm mưa rơi trong rừng sâu. Cả những đêm tốt tươi Chúa rào chơi non nước đôi lời. Chúa
hoa quả dâng lên. Người đông đắp nập đôi bên ra vào ngôi cao dâu lên mặt bằng chiếc gầy xón chúa rừng phía sau lá trầu với một lặng chiếu lưng
khi bên yêu sớm chiều cá vang, tay khơi bê bát rừng vàng, đếm cho trăm họ giàu sang đời đời, đếm cho trăm họ đời đời giàu sang. Lòng ban tài dạo chơi khắp nơi, chim oanh liu đó rộn ràng hát tiếng ca vàng. Với lại cỏ to tiền đài hộp cháp sơn màu xanh lam, chuông người đó lòng trầm mì đau xót con nhớ ngày xưa thái tổ chiều lên một người con gái thôn quê. Gặp được thầy quỷ cốc tiên sinh chùa một đời làm phục cứu dân. Có cây cổ
thu tốt tươi rườm rà. Đang nửa đêm cánh ba giờ tí hiện ra người mỹ nữ thần tiên đội nón dâu áo trắng chân hai cương mê. Nón dâu áo thắm hai cương gọi phụ xe trả tiền này bằng giấy biết đi chú bà nghiêng lấy tay vang chùa thường những kẻ gian. Chúa thương đi những kẻ gian nhất tâm hầu học tài đê những người ăn nói xa hoa chúa sai thì nữ thu ba hồn về đêm nằm mơ thấy ma cùng quỷ chúa làm cho miệt vì chân tay phải đi thỉnh thánh mời thầy tìm ra quẻ bói về tay chùa bà. Biết biết chúa dài tới kêu ngày chúa ban cho nước xuôi canh cây khỏi liền không biết biết đến chúa chúa còn của cỏ cơ không biết biết đến chúa còn của con cơ ra thân vào thờ biết biết phép phép chúa chưa cúi xin chúa đại xá cho đồng đồng con nhầm nỗi con dài ấy.
cho trăm họ giàu sang đời đời, mừng cho trăm họ đời đời giàu sang. Chân người đã bước tới đâu, gieo mầm nhân nghĩa bác dịp cầu vinh hoa. Bà đẹp như sao bắt đầu ngân hà, trăng rằm tháng tám như là sao mai, đẹp như tổ nữ trang đài. Chưa đi hái bông hoa, hai hoa mang về đến đây, biết bao thánh đường để chịu mong ban khen, biết bao thánh đường chờ mong ban khen. Vượt cho hết trăm khe nghìn xuôi, cúc trắng vàng hoa bưởi hoa chanh, đôi tay tiền đang tỉa lá pin cành, đôi tay tiền chùa hai hoa phù dung, đôi tay tiền chùa hai hoa hồng, kia là hoa cúc cũng hoa mai, hoa sói hoa và bông hoa nào đẹp hơn, kia là hoa cúc cũng hoa mai, hoa sói hoa là bông hoa nào cũng sao đôi bên lòng hồ đua vào ý à. Thần tiên non dâu áo trắng hài cườm, ai lên tới chín từ châu thổ ngắm
thừa bói cà phê. Một vùng phong cảnh sơn khê, hồn thiêng sông núi dành tài con ghi trong kinh cũ nể chiều thay tổ một thôn nghèo mái đỏ trên nương. Khói tỏa màn sương, chim kêu vườn hót ven đường hoa tre. Ngày tiếng số tròn một giờ, trời sai tiếng nữ cầm cờ giáng sinh đêm thanh. Giờ tí hiện tiền một vùng yên nắng màn đêm bên thềm. Sao xa sáng tỏ bên thềm, chợt nghe giáng hạ tiên nàng thanh linh. Giáng phong tư hoa kỳ luyện luyện phép tiên thái thượng lão quân quân tử vi xem tướng như thần. Ê, dâng nhang mê máu bơ tòa tiêu tiêu nhát nhạt nạt ca vang đền nương thuê cái chùa bà loan giá từ trung. Măng chuốc chứ măng giang, măng tre măng mưa, có cơm nam trà vàng. Đi à, câu non châu quê dâng lên, châu thêm cánh phượng lại thêm thuốc lao. Chúa bà về đồng Nam đêm dâng giá về đây trên ngàn do quân dung cây cất cao tiếng cùng hòa vang câu ca, cất cao tiếng vũ cùng hòa vang câu.